Sáng ngày 27 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023. Đây là các nội dung quan trọng, có nhiều vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, tác động sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp. Do đó, đòi hỏi các bộ trưởng, trưởng ngành phải dành thời gian tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp ý vào văn bản quy phạm pháp luật. Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023 cho ý kiến đối với 5 nội dung, bao gồm dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông, một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để đưa vào nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5 năm 2023, dự án luật căn cước công dân sửa đổi, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược mà chúng ta tích cực thúc đẩy trong nhiệm kỳ này. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc đồng hành của Quốc hội, sự nỗ lực cố gắng của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, chúng ta rất quyết liệt trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế. Năm 2022, chúng ta tổ chức 10 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật. Phiên họp này là phiên họp thứ 3 tính từ đầu năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thực tế thời gian vừa qua, các bộ ngành nào, bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo sát tình hình, quan tâm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thì công việc trôi chảy. Tới đây, công việc ngày càng nhiều, thực tiễn diễn biến nhanh, khó lường, trong khi đó văn bản quy phạm pháp luật xây dựng từ lâu, có những cái mới xây dựng nhưng thực tiễn đã vượt qua. Chúng ta phải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, bám sát thực tiễn để có điều chỉnh kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nút thắt trong quá trình lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành chưa kiện toàn bộ phận xây dựng văn bản pháp luật thì quan tâm kiện toàn, nhất là Bộ Tư pháp cũng như các bộ ngành phải nâng cao năng lực thực thi, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, phải bố trí kinh phí để làm có chất lượng, hiệu quả. Các bộ ngành khi được hỏi ý kiến thì phải dành thời gian chỉ đạo cấp dưới, góp ý một cách chất lượng, không để tình trạng văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu. Điều đó cho thấy việc đầu tư cho công việc này chưa tương xứng, ngang tầm. Kỳ họp Quốc hội tới đây có rất nhiều vấn đề phải trình, do đó chúng ta phải hết sức quyết liệt. Ngoài ra, chúng ta có chương trình bổ sung cho năm 2023 và chương trình xây dựng luật pháp lệnh cho năm 2024, cho nên phải dành thời gian công sức, bố trí nhân lực, nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, kinh phí để thực hiện bảo đảm kịp thời và hiệu quả.